Hello. Where are you? I'm going to go to toilet. Oh, yes. Now quickly, okay, quickly. Are you ready to study? Okay, now take your headphone. Now let's take your headphone, okay? Okay. Hello? Can you hear? Can you hear me? Yes. All right. Okay, so now let me check your homework. Okay? The homework. About new word. Nào, bây giờ thầy sẽ kiểm tra bài tập về nhà được chưa nào? Right. Okay. Đầu tiên là từ mới. Từ mới có những từ nào nhỉ? Từ mới của trước thầy giao cho có những từ nào? Có những từ nào nhỉ? Có những từ nào nhỉ? Có những từ mới nào nhỉ? Sao? Sao nhỉ? Có những từ mới nào đấy? Lại không học thuộc rồi đúng không? Không học thuộc rồi đúng không? Đúng không nào? Quên mất học rồi đúng không? Quên mất học rồi đúng không nào? Đúng không? Quên mất học từ mới rồi đúng không nào? Đúng Ok rồi. Vậy thì buổi sau nhớ học đầy đủ nhá. Buổi sau thầy sẽ kiểm tra nhá. Buổi sau nhớ học đầy đủ chưa? Đúng Ok rồi. rồi. Vậy thì ta ngày hôm nay sẽ bắt đầu bài mới nhá. Thì nó sẽ bắt đầu ngày hôm nay được chưa nào? Okay, so today we will continue with the unit 6. Okay, my neck, my shoulders. Okay, now start out. The monsters go home to the moon and listen and color. Okay. Now the monsters go home to the moon, listen and color. What does it mean? What does it mean? The monsters go home to the moon. Nhưng con phải rất muốn Nó đi đâu nhỉ? từ nhà Trở về nhà muốn ở đi từ đâu? nhà tới mặt trăng, Nó trở về nhà từ ở đâu nhỉ? nhà tới mặt trăng, mặt Sau trăng đó mình sẽ làm gì nhỉ? Listen and nghe và tô màu. color. Ok. Vậy thì bây giờ find your color pencils now. Listen and color different parts of the picture. Bây giờ việc của con sẽ là nghe này, được chưa? Mình nghe này, sau đó hãy tìm cho thầy các cái màu của con và vẽ vào những cái con vật này, những cái đồ vật ở trong bức tranh này về các màu sắc của nó, được chưa? Ok. Có hiểu thầy nói không? Ông có hiểu thầy nói không nhỉ? Có hiểu ý thầy nói không? Có hiểu cách làm bài này không nào? Ông có hiểu không? Hiểu không nhỉ? Có
Con hiểu cách làm không nào, nếu không thì bảo thầy nào. Con hiểu cách làm không nào? Có. Ok, vậy thì mình cùng nghe này và cùng tô màu vào những cái đồ vật hay là những con vật được nhắc đến ở trong này nhá. Ok. Con chưa nhìn thấy bài slide thầy chiếu lên đúng không? Giờ nhìn thấy slide thầy chiếu lên chưa? Ok. Rồi, ui trời, nó lại stop share của thầy rồi. Ok, con nhìn thấy lại chưa? Nhìn thấy chưa nào? Can you see the stars? Color the smaller star, please. Make it orange. There's a plant outside the monster's home. Its leaves are long and thin. Color that plant blue. The monster has got the basketball cup in its hand. Make the cup red. Can you see the small monster? It's looking out of the window. Color its face pink, and now color the robot's legs. Color the robot's legs yellow. All right. Con nghe được không nào? Con nghe được không? Ok, thầy sẽ đọc lại nhá. Ok, can you see the stars? Color the smaller star, please. Make it orange. There is a plant outside the monster's home. Its leaves are long and thin. Color the plant blue. The monster has got the basketball cup in its hands. Make the cup red. Can you see the small monster? It's looking out of the window. Color its face pink. And now, color the robot's legs. Color the robot's legs yellow. Okay. Can you see the stars? Can you see the star? Yes. Now, color the smaller star. Make it orange. Can you see the stars? Color the smaller star, please. Make it orange. Now let's color. A smaller star in orange. Now, can you see the plant outside the monster's home? Yes. Now, can you see the plant outside the monster's home? It lives. Là thế nào? Sao nhỉ? Tức là nào? Sao con? Sao hả? Không hiểu đề bài. Vậy con không... Vậy đồ, con mang kiểu gì à? Nào nói to lên giúp thầy nè. Đồ mang kiểu gì ạ? Con chỉ cần đánh dấu vào những cái mà thầy nhắc tới thôi được chưa? Sau đó con ghi cái màu sắc của nó ra được chưa?
thì là vở ấy. Bây giờ thì nghe nghe đồ vật này, sau đó là vẽ màu nhá. À, sau đó viết mà viết ra ra vở cái màu sắc của nó, hiểu không nào? Nào, can you see the stars? Yes. Color it orange. Color it orange. And there is a plant outside the monster's home. Its leaves are so long and thin. Color the plant blue. Okay. Now the monsters has got the basketball cup in its hand. Now make the cup red. Make the cup red. Okay. Now, can you see the small monster? It looking out of the window. Can you see the window? Hello? Can you see the window? Now, no. Color the monster face is pink. And now, color the robot's glass yellow. Okay? Con đã nhìn thấy 5 đồ vật mà mình phải khoanh vào chưa? Cô Long ơi! Con đã nghe xong thầy nói rồi này, bây giờ hãy cho thầy biết đồ vật đầu tiên là gì nhỉ? Cái gì đầu tiên nhỉ? Và nó màu gì nhỉ? Nào, bây giờ mình nói là mình không khoanh nữa nào. Mình nói mình không khoanh nữa nào. Ok, dựng màn hình máy lên nào. Dựng màn hình máy lên nào. Và bây giờ nói cho thầy biết đồ vật đầu tiên là cái gì này. Đồ vật đầu cái... Đầu tiên là cái gì nhỉ? Đầu tiên là cái gì đấy? Và nó màu gì nhỉ? Con nói to lên giúp thầy nào. Nói bằng tiếng Anh nào. Nói to lên giúp thầy nào. Đầu tiên là gì nhỉ? Đầu tiên là gì? Là gì nhỉ? Con có nghe được không? Con có nghe được không nào? Thế vậy đồ vật đầu tiên là gì đấy? Là gì nhỉ? A planet. No. Đồ vật đầu tiên là gì đấy? Star. It's star. Star and what color? What? It's orange. Very good. It's orange. Small star. It's orange. And next thing. Tiếp theo nào? Tiếp theo là đến cái gì đấy? It's planet. It's planet. What color? It's blue. Very good. The thin leaf plant in blue. Very good. And the next, what? The next thing, what? The next thing is robot legs. No, it's not robot legs. What?
What's next? Đồ vật tiếp theo là cái gì đây nhỉ? Sau cái ngôi sao nhỏ này, sau cái cây này thì đến cái gì đấy? Đến cái gì đây nhỉ? Đến cái gì đấy? Đến cái gì nhỉ? No, no, no. Chưa đến robot legs rồi. Đến cái gì nhỉ? Đến cái gì đấy? Thử nhớ lại nào. Không nhớ được đúng không nào? This is a cup. Can you see a cup? Can you see a cup? Có nhìn thấy cái cup ở đây không? Cái cup ở đây không? What color? Cái cup này màu gì đây nhỉ? Cup này màu gì đấy? Yellow. What? It's yellow. No, it's not yellow. It is red. A cup is red. Cái cup màu đỏ chứ không phải là màu vàng đúng chưa? Now continue the next thing. Tiếp nào, tiếp là đến cái gì đây nhỉ? Đến gì đấy? Đến gì nhỉ? Hãy nhìn vào màn hình nào. Xem thầy biết là tiếp theo là đến gì đấy? Robot legs. No, not robot legs. Tiếp theo là đến gì đấy? No. It not right. No, no, no. Tiếp theo là đến gì đây nhỉ? Can you see the small monster? It's looking out of the window. No. It looking out of the window. Can you see the window? Yeah. It's smaller monster. Small monster. Can you see? Small monster. Yeah. So what color? What color? Purple. Are you sure it's purple? No, the monster face in the window is pink. And the last is robot legs. Robot legs, what color? It's yellow. Correct. The robot legs are yellow. Okay. Vậy là con chỉ nghe được có mỗi 2 trên tổng số 5 đúng không nào? À 3 trên tổng số 5 đúng chưa? Còn 2 cái ở giữa này không nghe được đúng không? Ok, vậy thì lần sau nhớ nghe thật kỹ nhá. Thầy đã cố gắng đọc rất là chậm rồi được chưa? Ok. Now, play the game, and answer the body, okay? And answer with your body, okay? You want to play a game? Yes. Now, no. for yes answer, wave both hands above your head. Okay, this is yes answer. For no is move your shoulder up and down. Okay, as you understand? Không có hiểu luật chơi không?
Có hiểu luật chơi không nào? Với câu trả lời là có. Với câu trả lời là có, được chưa? Câu trả lời là có thì mình sẽ ok, chờ thêm một chút, nó lại mất share rồi. Ok, với câu trả lời là có này thì con sẽ vẫy tay như thế này giúp thầy nhá. Được chưa nào? Ok. Vẫy tay như này với câu trả lời là yes. Mình sẽ không nói là yes mà mình sẽ vẫy tay như thế này. Còn với câu trả lời là no thì mình sẽ nhấc và vai của mình lên xuống, lên xuống. Ok. Hiểu cách chơi chưa? Ok, không nói nha. Thầy hỏi và con sẽ sử dụng hành động như thế này hay là như thế này, được chưa? Hiểu chưa nào? Hiểu cách chơi chưa? Con hiểu chưa nào? Hiểu rồi thì like. Ok, vậy thì hãy dựng màn hình xuống một chút nào. Dựng màn hình xuống một chút để thầy nhìn rõ nào. Đó rồi, ok, con ngồi vào giữa nào. Ngồi vào giữa nào. Ngồi hẳn vào giữa màn hình nào. Ok, now, do you like cheese? Do you like cheese? Do you like cheese? Okay, now, can you ride a bike? Can you ride a bike? And do you live in an apartment? Do you live in an apartment? Không có hiểu không? Ok, không hiểu câu hỏi hỏi gì đúng chưa? Chúng ta có từ mới ở đây là từ apartment. Ok, chúng ta có từ apartment. Nhìn thấy chưa? Apartment. Nhìn thấy chưa nào? Apartment là căn hộ. Ok, apartment. Okay. Do you live an apartment? Okay. And do you clean your teeth every day? Do you clean your teeth every day? Do you clean your teeth every day? And have you got a robot at home? Have you got a robot at home? Okay. And do you like painting? Do you like painting? And are you wearing shoes? Are you wearing shoes? And is today Wednesday? Is today Wednesday? And are your hands longer than your back? Are your hands longer than your back? Are your hands longer than your back? Okay. And now, are your feet shorter than your hands? Are your feet shorter than your hands? And is your nose thinner than your neck? Are your nose thinner
than your neck. Okay. Are your legs faster than your arms? Are your legs? Now, in this classroom, bigger than your bedroom? Is this classroom bigger than your bedroom? And is our school smaller than your home? Is your school smaller than your home? And now, are you happy now? No. Because it is the end of the lesson. Are you happier now because it is the end of the lesson? Are you happy? Are you happy because it is the end of the lesson? You feel happy? Có thấy vui không? Vì lại sắp hết mất buổi học rồi. Có thể vui không nào? Có thể vui hơn không? Ok, vậy là chúng ta vừa trải qua một cái trò chơi mà liên quan đến ngôn ngữ về hình thể, được chưa? Sao nhỉ? Ok, chúng ta vừa chơi một trò chơi liên quan đến ngôn ngữ về hình thể, được chưa? Nếu như có thì mình cho tay lên đầu và vậy. Còn nếu như không thì là nhấc vai, đúng chưa? Ok. Ok. Now, the homework. Oh, so funny. The homework. Draw a monster and an island, then compare drawings. I can't draw. You can't or can? Can't. Không biết vẽ ư? Vẽ mà vẽ xấu. Cứ vẽ không sao được chưa? And make a list for sentences. Bây giờ này. Công việc bài tập về nhà của con rất là đơn giản, được chưa? Là hãy vẽ cho thầy một cái gì nhỉ? Monster. Vẽ thầy một con gì đấy? Monster mà. Monster, quái vật. Vẽ thầy một con quái vật này. Và gì nhỉ? An island. Sau đó thì so sánh cái hai cái bức tranh của con vẽ, được chưa? Mình vẽ một con monster này và vẽ một island, đúng chưa? Sau đó so sánh hai cái đó với nhau, được chưa? Và hãy viết cho thầy ít nhất là 5 câu mà mình so sánh về hai cái bức tranh đó, được chưa? Ví dụ như đây chúng ta có này: the monster's tail is longer than the island's one. Cái gì nhỉ? Tail. Thầy ơi. Đổi bài tập. Muốn đổi bài tập á? Bài tập này vui mà. Thầy sẽ cho con xem các bạn, các anh chị trước học làm như thế nào nhá. Ok. Cực kỳ dễ thế mà. Very very easy. Các anh chị trước học cùng với lại thầy, các anh chị bằng tuổi con học với thầy đều làm rất là tốt bài này. Anh chị rất là thích làm những cái bài như thế này, những bài liên quan đến so sánh. Ok, chờ thầy một chút nha.
Ok, đây rồi. Ok, để thầy xem nào. Đây, 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 đây rồi. Ok. Đó, đây là của một bạn học lớp 3. Bạn này vẽ con monster này. Bạn vẽ island này. Con thấy chưa? Con thấy chưa? Con nhìn thấy chưa nào? Con nhìn thấy thì share màn hình lên chưa? Nào nghe được thì bảo với thầy nào. Nghe được ạ. Ừ, thế là thầy hỏi con là con nhìn thấy trên màn hình thầy share lên chưa nào? Ừ, thì ở đây là bạn này vẽ con monster này và bạn vẽ Island này. Bạn ấy không cần vẽ đẹp đúng chưa? Chỉ cần mình vẽ nó hình dáng con monster và hình dáng của Island thôi được chưa? Được chưa nào? Hiểu ý thầy nói chưa nào? Sau đó bạn ấy viết so sánh này. Bạn ấy viết so sánh này. The monster is fat than Island. Con quái vật thì béo hơn người ngoài hành tinh. Được chưa? Hãy viết cho thầy 5 câu so sánh giống như thế này được chưa? Vâng Có biết cách làm không? ạ. Cấu trúc so sánh thì buổi trước mình đã học rồi đúng không? Vâng ạ. Đấy, thì buổi trước mình học cấu trúc so sánh rồi này. Đó, và bây giờ thì mình sẽ viết bằng cái cấu trúc đó để so sánh được chưa? Giống như ở đây bạn ấy viết ở đây được chưa? Con hiểu chưa nào? Đầu tiên là vẽ. Đầu tiên là vẽ. Vẽ hai thứ. Thứ nhất là monster này, thứ hai là island. Vẽ như thế này giúp thầy được chưa? Tùy theo con vẽ con thích vẽ như nào cũng được, được chưa? Được chưa nào? Hiểu ý thầy nói chưa? Sau khi vẽ xong thì bắt đầu mình mới so sánh giữa island và monster nhá. Được chưa? Giống như bạn ở đây này, bạn ấy so sánh như này được chưa? Ok. Hiểu chưa nào? Con hiểu chưa nào? Hoặc là ở đây chúng ta cũng có hướng dẫn đây này, cũng có ví dụ cho chúng ta xem đây này. Được chưa? Ví dụ này, the monster tail is longer than the island one. Cái đuôi của con quái vật thì nó dài hơn của người ngoài hành tinh đúng chưa? Đó thì mình cũng so sánh như vậy được chưa? Con vẽ như thế nào sau đó con so sánh hai cái đó. Được chưa nào? Ví dụ như con nói là cái tai của con monster thì nó to hơn của người ngoài hành tinh chẳng hạn. Được chưa? Hiểu ý thế nói chưa nào? Hiểu cách làm bài tập này chưa? Long hiểu chưa nào? Hiểu rồi thì sau thầy hỏi thì nhớ trả lời nhá. Đầy tương tác nói chuyện cùng với thầy được chưa nào? Vâng ạ. Đừng có tập trung đi đâu ấy, hãy tập trung vào màn hình được chưa? Hôm nay thầy để con toàn nhìn đi đâu thôi, chả tập trung gì cả. Ok, lát nữa thì thầy sẽ gửi cái bài tập này cho mẹ, gửi bài tập này vào cho mẹ và sẽ gửi một cái ví dụ để cho mẹ xem và mẹ hướng dẫn con làm nhá. Được chưa? Ok không nào? Ok không nào? Nói to lên giúp thầy nào, thầy bảo con tập trung nào, không nghịch lung tung nữa nào. Thầy sẽ gửi bài tập này về cho mẹ này và nhờ mẹ là hướng dẫn con làm được chưa? Ok rồi. Ok, so today we will stop in here. Ok.
Thank you and goodbye. Okay. Remember the homework. Okay. Nhớ bài tập về nhà của thầy nhá. Là vẽ này. Và thứ hai là học thuộc từ mới được chưa? Nhớ từ mới của thầy nhá. Bye bye. Nào, đã rõ hết tất cả yêu cầu của thầy chưa? Dạ. Yeah. Ok, nhớ làm nhá và gửi cho thầy trước buổi học tới được chưa? Yeah. Ok rồi. Goodbye. Goodbye.